Hôm nay, đoàn chúc Tết và đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, gồm Trung tâm Cai nghiện ma túy, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Tại các nơi đến, đoàn đã thăm hỏi tình hình hoạt động, sức khỏe, đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động các đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị động viên các tập thể tiếp tục đoàn kết nỗ lực cao để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của năm mới chúc cán bộ công nhân viên chức người lao động và gia đình đón xuân mạnh khỏe hạnh phúc và thành công